Karen Nguyễn hân Still Day trên phim Duyên Dọc Bồ, ngoài đời khổ sở vì tiểu tam. Karen Nguyễn là ai? Karen Nguyễn là diễn viên mẫu ảnh tự do, cô nàng được biết đến nhiều khi tham gia đóng MV của Hoa hậu Hương Giang. Điều khiến người khác nhớ thậm chí ghét cay gắt đắng Karen Nguyễn bởi vì vào vai tiểu tam hết lần này đến lần khác giật bồ của bản thân. Tuy nhiên ở ngoài đời cô nàng lại có chuyện tình đẹp với bạn trai cực phẩm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, sinh năm 1993, tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Cô còn sở hữu một kênh YouTube để làm beauty blogger. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia làm mẫu ảnh và còn từng ghi danh trong các cuộc thi sắc đẹp như Miss Photo, cuộc thi phụ nữ thời đại 2013, nữ sinh tài năng trong cuộc thi Miss Áo Dài 2013. Trước đó, Karen Nguyễn từng tham gia casting và lọt vào top 36 The Face Việt Nam 2018, nhưng chưa may mắn được huấn luyện viên nào chọn về đội. Karen Nguyễn tâm sự, hiện tại tôi đang được công chúng biết đến nhiều với vai tiểu tam Tiên Hân trong series âm nhạc Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh của Hương Giang. Ban đầu tôi và Hương Giang không biết nhau, tôi quen đạo diễn làm MV cho Hương Giang là Kawai Tuấn Anh và từng làm chung với anh ấy nhiều dự án. Kawai rất thích tôi qua một số lần casting, nhưng lại lỡ một dự án phim với tôi nên cảm thấy có lỗi. Từ đó Kawai mới giới thiệu tôi cho Hương Giang và được chị ấy gật đầu đồng ý. Tôi biết nhân vật của mình đang bị khán giả ghét, nhưng là một diễn viên, tôi không sợ khán giả sẽ định hình ở loại vai đó. Nếu nhân vật của mình đạt đến đỉnh điểm mà bị khán giả ghét như thế, chứng tỏ là tôi thành công. Họ ghét chứng tỏ họ nhớ tôi. Đã từng có thời gian dài tôi rất khó khăn vì không ai biết tới. Tôi không biết mình thiếu gì nữa. Nhưng đó là cơ hội để tôi có thêm nhiều cảm xúc hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng. Tôi hiểu được nỗi khổ của nhân vật vì mình cũng từng trải qua nó. Tất cả những gì tôi diễn trong MV đều dựa theo kịch bản, biên kịch và những gì chị Hương Giang muốn. Nếu để nhân vật của tôi bị ghét từ đầu tới cuối thì dễ lắm, nhưng cái khó là ở chỗ, phải làm khán giả lúc ghét lúc thương, và tôi đã làm được điều đó. Trong quá trình quay series âm nhạc này, tôi luôn ở trong tình trạng ngày mai đi quay thì hôm nay mới nhận được kịch bản, được nghe bài hát. Tôi luôn là người biết cuối cùng, nên mỗi lần như thế tôi cứ phải giữ cái mặt ác như trong MV từ hôm trước tới hôm sau để quay. Tôi không biết vì sao đạo diễn lại đối xử như thế với mình. Trên phim Duyên Dật Bồ, ngoài đời khổ sở vì tiểu tam. Không chỉ đóng vai tiểu tam trong MV của Hương Giang và Hòa Minzy, ngoài đời Karen cũng nhiều lần rơi vào thế tiểu tam, thế nhưng cô mới là nạn nhân. Karen bộc bạch, lúc đó tôi không biết gì hết, tôi đến với anh ta khi cả hai đều không có ràng buộc nào. Sau khi biết anh ta đã có người yêu trước, tôi đã chia tay ngay lập tức. Tôi không muốn ở trong một mối quan hệ nhập nhằng như vậy, tôi cũng không muốn tự làm khổ mình và người kia, nên tôi luôn là người ra đi. Lại một lần khác, tôi từng bị người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của mình. Lúc đó tôi gọi điện trực tiếp cho người đó để nói chuyện, nhưng chị ta lại nói thẳng với tôi, chuyện tình cảm không thể đến từ một phía mà phải từ hai phía. Nếu chị tránh bộ em thì bộ em có tránh được chị không? Em hỏi bộ em đi. Đối diện với thái độ đó của kẻ tiểu tam, tôi chỉ đáp lại, hôm nay em gọi cho chị không phải để trách chị, mà chỉ để nói rằng hai người đã làm em rất buồn. Sau đó tôi cúp máy và kết thúc cuộc tình 4 năm của mình. Karen cũng từng có một mối tình sâu đậm với bạn trai Tây. Cô thậm chí gác lại sự nghiệp đang lên sau chuỗi MV của Hương Giang để qua Canada sinh sống và bắt đầu một hành trình mới với anh. Cả hai dự tính sẽ kết hôn trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018. Trong khi mọi thứ đều yên ấm thì lúc cô về Việt Nam ăn Tết cũng là lúc anh ta gọi về nói lời chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ và đầy thất vọng. Karen Nguyễn đã đặt câu hỏi tại sao rất nhiều để lý giải về hành động của bạn trai. Sau đó cô buộc phải chấp nhận sự thật, cố gắng đối mặt và vượt qua điều tồi tệ này. Sau khi mối tình sâu đậm tan vỡ, Karen Nguyễn quyết định tham gia chương trình Người Ấy Là Ai nhằm tìm kiếm một mảnh ghép mới phù hợp với mình. Nhưng oái âm thay, đến cuối cùng người cô chọn chàng tiếp viên hàng không Long Nhật nhưng anh lại thuộc giới tính thứ ba. Nhưng dù khán giả có tiếc nuối, nhưng Karen Nguyễn được bố mẹ của Long Nhật lên sân khấu và nhận cô làm con gái nuôi. Đây là một cái kết có hậu. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng cô không thấy hối hận về việc chọn Long Nhật. Chuyện tình đẹp với bạn trai cực phẩm. Cả hai quen nhau trong một lớp học tiếng Hoa cách đây 3 năm, sau đó Karen Nguyễn tạm dừng việc học. Đầu năm 2020, khi gặp lại trong một bữa tiệc của nhóm bạn, cặp đôi mới chính thức tìm hiểu và gắn bó được một năm. Được biết, nửa kia của Karen tên Lưu Chấn Bang. Sau thông tin chia sẻ trên trang cá nhân, anh chàng đến từ Quảng Châu, Trung Quốc và hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vẻ ngoài điển trai và ưa nhìn, Lưu Chấn Bang được dân mạng nhận xét khá đẹp đôi với Karen Nguyễn. Không những vậy, Karen tiết lộ bạn trai rất giỏi nấu nướng và thường xuyên vào bếp vỗ béo bạn gái. Sau nhiều thăng trầm tình cảm, Karen đã tìm được tình yêu đích thực, bù đắp lại những tổn thương đã qua.